sắm sắm rồi đi thăm hỏi, đến ăn tất niên trên nhà họ hàng. Thứ ba là được nghỉ rồi. Còn nghỉ thứ ba cho đến tận, tức là từ ngày 21 đến ngày 31. Tết âm là bố chỉ được nghỉ có 3 ngày đúng không? Ừ, 2 ngày. 2 ngày hả? Ngày kiểu ngày Noel được nghỉ không ạ? Ngày Noel được nghỉ. Ngày đạo hồi được nghỉ. Ngày Phật đản. Phật đản không được. Đấy. Ngày đạo hồi lại được 2 ngày. Sao Phật đản lại không được? Đấy. Ngày đạo hồi được 1 năm được 2 ngày. Đạo hồi với đạo Thiên Chúa Giáo lớn hơn còn số người lớn hơn. Lớn hơn đạo Phật. Được. Đạo Phật ít mà. Đạo Phật. Đạo Phật đang cứ mang tính chất tự nguyện nhiều hơn. Chứ không kiểu bắt buộc ấy, chứ còn đạo Thiên Chúa Giáo với đạo Hồi là họ bắt buộc cái ngày đấy là họ phải lên nhà thờ ấy. Nói chung là còn đạo Phật thì là cái ngày đấy anh lên được không lên được, vì phần lớn là trong tâm mình mà. Quan điểm của đạo Phật lại khác, nó không có cái ngày cố định nào. Trời nó cứ âm u âm u ỉu 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 cho buồn cười. Thế à, con thích cái này à? Con ghét nắng lắm. Con ghét nắng lắm, con chỉ thích thời tiết này thôi. Thấy nó cứ ỉu 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 cho. Cái này thì đúng là cây cối nó cũng thích cả. Cây cối nó cũng thích vì nó được tưới. Công ty của Bông thì được nghỉ 3 ngày, của Vinh thì 3 ngày.